Sữa chua Trân Châu Suke King, nhượng quyền thương hiệu, tư vấn mở quán sữa chua Trân Châu chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam. Chương trình nhượng quyền chi phí thấp với mô hình chìa khóa trao tay, được hỗ trợ xây dựng quán, đào tạo pha chế, chuyển giao quy trình vận hành, hỗ trợ marketing. Đồng hành cùng Suke King, các nhà đầu tư dễ dàng thu hồi vốn nhanh, mang về lợi nhuận khủng bởi những lợi thế tuyệt vời cùng sản phẩm chất lượng dẫn đầu xu thế. Hãy truy cập ngay website sukeking.com hoặc liên hệ hotline 1900888676 để được tư vấn chi tiết ngay hôm nay. Cứ ngỡ mua hàng trả góp theo hình thức sẽ duyệt hồ sơ lãi suất là 0%, nhiều người ngã ngửa vì phát hiện chỉ là lời đãi bồi. Nhiều người tin tưởng vào quảng cáo trả góp lãi suất 0% cho đến khi phát hiện ra nếu như lựa chọn hình thức xét duyệt theo hồ sơ thì họ sẽ phải chịu một khoản chi phí đội giá không hề nhỏ. Trả góp lãi suất 0% là dịch vụ đi kèm song song với hình thức mua hàng online vẫn đang làm bá chủ tại thời điểm này. Bạn có thể bắt gặp cụm từ này tại rất nhiều các trang thương mại điện tử, cửa hàng online, trung tâm mua sắm, cửa hàng bán đồ điện tử, gia dụng, nội thất. Trả góp lãi suất 0% là hình thức mua hàng trả tiền góp theo tháng, tối đa là 18 tháng và được giới thiệu là không tính lãi. Trước khi mua hàng, khách hàng phải trả trước một số tiền nhất định từ 0 đến 80% giá trị của sản phẩm. Việc lựa chọn số tiền trả trước hoàn toàn phụ thuộc vào kinh tế của khách hàng, nhưng vẫn có khung tiền tối thiểu mà bạn cần phải đáp ứng. Số tiền còn lại sẽ được chia đều trong mỗi tháng để bạn trả dần. Rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn sử dụng hình thức trả góp vì tưởng rằng đây là hình thức mua sắm có lợi đối với mình. Thứ nhất, họ không phải chịu áp lực một số tiền mua sắm sản phẩm rất lớn ngay từ ban đầu mà có thể chẻ nhỏ tiền ra để trả dần theo tháng mà lại không bị tính lãi. Tuy nhiên, chỉ cho đến khi có nhu cầu mua sản phẩm và trực tiếp sử dụng dịch vụ này thì người tiêu dùng mới phát hiện ra đây chỉ là sự quảng cáo của người bán. Trên thực tế thì họ sẽ vẫn phải gánh thêm các phụ phí đi kèm theo khi mua sản phẩm theo dịch vụ trả góp này. Dịch vụ trả góp, lời đãi bồi hút khách. Chị Bích Hồng, 22 tuổi là sinh viên trường đại học ngoại ngữ đang muốn tìm mua một chiếc máy tính xách tay để phục vụ cho công việc học tập và làm thêm của bản thân. Xem trên mạng, chị Bích Hồng cảm thấy khá tự tin lựa chọn chiếc máy tính mà mình yêu thích vì dòng máy nào cũng đang có chính sách trả góp theo tháng. Cụ thể, chiếc máy tính mà chị Bích Hồng muốn mua là dòng Asus có giá bán niêm yết là 16 triệu 290 nghìn đồng. Dòng máy này đã được bán theo hai hình thức, trả tiền thẳng và trả góp lãi suất 0%. Lựa chọn thanh toán trả góp lãi suất 0% theo hình thức xét duyệt hồ sơ, chị Hồng được nhân viên tư vấn đưa ra bảng giá tiền đặt cọc ban đầu. Bảng giá tiền đặt cọc mà chị Hồng được lựa chọn khi mua sản phẩm máy tính xách tay theo hình thức trả góp lãi suất 0% là đây. Lựa chọn trả góp trong vòng 12 tháng, chị Bích Hồng nhận được bản thống kê số tiền cụ thể tương ứng với số phần trăm trả trước. Thậm chí nếu như lựa chọn trả góp 0% thì chị Bích Hồng sẽ phải mất tới gần 22 triệu đồng để sở hữu hoàn toàn sản phẩm theo đúng pháp luật. Một con số khó tin. Nhìn vào bảng giá, người tiêu dùng có thể phát hiện ngay sự chênh lệch khá lớn của giá trị thực sản phẩm và giá trị sản phẩm sau khi trả góp qua các mức phần trăm theo tháng. Theo tìm hiểu thì mức chênh lệch này tới từ việc người mua hàng phải trả thêm các chi phí như bảo hiểm, phí thu hộ theo tháng. Tùy thuộc vào gói mua hàng, doanh nghiệp sẽ đưa ra mức phí thu hộ và tiền bảo hiểm tương ứng. Mà chính vì thế, trả góp càng nhiều tháng thì chi phí này càng đội giá lên cao. Ngoài ra, theo hình thức xét duyệt hồ sơ thì bạn cũng cần thế chấp các loại giấy tờ theo danh sách này cho chủ cửa hàng để làm tin. Tại một số cửa hàng, khách mua theo hình thức trả góp sẽ không được hưởng các khuyến mại đi kèm như là tấm dán màn hình, tai nghe hay con chuột. Đây lại tiếp tục là một điểm trừ lớn của loại hình dịch vụ này. Trong quá trình trả góp, tháng nào mà khách hàng trả chậm ngày sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng tới 300.000 đồng. Trường hợp không trả được đúng hạn quy định, người mua lại phải chịu tiếp mức lãi suất nhất định. Một vài cửa hàng thậm chí còn đội giá sản phẩm lên cao rồi bán với hình thức trả góp 0%. Với cách này thì người bán vẫn còn lãi mà khách hàng lại nghĩ mình mua được món hời vì không phải chịu lãi suất và giảm áp lực phải bỏ ra nhiều tiền cùng một lúc. Mua hàng trả góp với lãi suất 0% theo hình thức xét duyệt hồ sơ có thể nói là một dịch vụ chiêu trò nhằm thu hút khách hàng và cạnh tranh với các đối thủ. Vì bên cạnh việc bán được hàng, người bán vẫn được hưởng lợi một số tiền nhất định từ loại hình dịch vụ này. Chính vì thế, người tiêu dùng nên tỉnh táo tham khảo các hình thức mua hàng thẳng. Nhiều mức giá niêm yết sẵn cũng có tính cạnh tranh cao từ nhiều nơi bán. Người dùng có thể thoải mái lựa chọn mà không bị sợ mất tiền oan. Scorpio, phụ nữ Việt Nam, Soha, độc đáo CV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng.
liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.